Phía bên đó mới mọc lên lục bình con này các bạn. Còn bên kia là cái bông súng này. Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, gia đình mình hôm nay mua đồ về ăn chay cùng với ba mẹ. Rằm chuyến này thì mình không có đi chùa, tại vì hiện bây giờ đang vụ mà cái dịch corona, rồi bây giờ đi chợ thì chỉ có một mình đi hoặc là bà xã đi thôi. Thì thôi bây giờ chút xíu chợ Cú Cò này thì một mình đi để mua đồ về ăn chay. Ơi cái máy nè, con đi con thấy không? Rồi phát nó phát quay cho phát nữa. Rồi quay con rồi đó. Dạ. Rồi mời các bạn cùng xem clip nha. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nha và được nhiều điều hạnh phúc nha. Cây dừa chiếc này có như còn có quầy hay gì ơi? Hết trái rồi, còn có quầy à? Cái ba bự không? Con thấy cái ba bự không? Bà nội với ông nội tưới vườn kìa, con ra phụ tiếp nha. Dạ. Con biết phụ gì không? Gì? Phụ tưới. Tưới ừ. Ba mẹ mình ở dưới đây làm vườn các bạn. Ngày nào ông bà cũng tưới vườn chứ. Tưới cây trái này trái kia. Thì bây giờ vô ba cái vụ dịch đó thì mít của ông bà cũng tụt giá đó, từ 40.000 ký mà xuống còn có 5.000 ký à. Mình tính vô tưới cây phụ tiếp ba mẹ mình thì ba mẹ không cho. Ba mẹ nó không biết cách tưới đâu. Tại vì lâu lâu mình mới xuống một lần. Cái mô tô của mẹ mạnh ghê vậy? Máy ngựa luôn hả? Hèn chi của mình ở trển có ngựa bơi bởi không có mạnh như của mẹ. Phát coi nội tưới cây hả? Đứng ngoài coi sợ ướt rồi chạy vô đây coi hả? Vậy là cái này là bông mít rồi các bạn. Nó chuẩn bị ra cái trái mít nhìn nè. Cái cọng hành này nè, là nó giống cái sự tích gì nè ta? Sự tích gì nè? Ai mua hành tôi? Ai mua hành tôi thì thương tôi dưới giới gì đó. Cái bó đòn này chấm muối tiêu là nó ngon. Vậy hồi nãy giờ chị trừ lại bó một bó đòn đi. Vậy mình nấu một đòn thôi, một đòn để chấm muối nha. Ừ. Vậy mình có cần luộc lên không? Không. Ủa mà chồng nấu canh hồi chồng chấm muối tiêu cũng được. Ừ, vậy cắt đi. Nhưng mà cái vợ này vợ cắt cắt phanh á, cắt phanh á, cắt phanh tròn á. Vậy hả? Ừ. Rồi. Cọng hành này có bông rồi các bạn. Ngộ ha. Bông hành. Bông hành luôn. Để bông nữa nè. Hồi nãy mình đi chợ mình thấy bự cọng hành bự ngon quá mình mua. Nè. Bông cái này các bạn.
chứ hành bự ăn không ngon đâu. Mình nấu canh mà. Nhỏ ăn thấy ngon. Mình nấu canh. Đây được vậy. Hồi nãy mình mua được bó hẹ này các bạn. Hôm nay là rằm tháng giêng. Thường thường là rằm là hai chồng mình đi chùa các bạn. Nhưng mà chuyến này là không dám đi chùa luôn các bạn ơi. Mà đi chùa nữa thì hai chồng mình sẽ bịt khẩu trang, thì các bạn sẽ nói nó không hay không. Ở nhà nấu ăn cúng ở nhà nấu ăn với cúng chè ở nhà luôn các bạn ơi. Nhưng mà hôm chuyến này là hai chồng mình đi xuống ăn rằm tháng giêng cùng ba mẹ mình. Chuyến này hết đi chùa rồi. Đang mùa đại dịch. Đang mùa vụ đại dịch toàn cầu vậy đó các bạn. Corona gì đó. Bước cái đường là phải đeo khẩu trang. Về nhà phải rửa tay. Rửa tay mà phải rửa bằng xà phòng tiệt trùng nữa chứ. Kỹ lưỡng gì. Xíu. Cộng hành cái này. Ơi. Thằng ngón tay. Cái này là cái gốc. Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ mừng. Wow, cộng nào cũng lấy cái gốc hành luôn. Bự bằng ngón tay của mình luôn rồi các bạn. Giường của ba mẹ mình ở đây thì ông bà dưới đây thì nấu ăn á là chùm củi đó. Và thấy không, đống củi luôn đó, thấy không? Ông bà xưa đặt xài củi để thoải mái luôn á, đây đống nè. Rồi, bên đây nè. Rồi bây giờ mình lấy củi vô để mình nhóm lửa ơi. Có bàn nó ấy luôn ta. Mình tính lấy cái bao mà thôi, ôm đi. Ôm củi vô, chậm. Các bạn thấy không, củi này là bao la luôn các bạn, này xài củi thoải mái luôn á. Ba mẹ mình dưới đây là xài củi quanh năm, không bao giờ hết nổi. Giờ ôm vô. Ở đây thì ba mẹ mình nhím bằng bọc. Trước lúc nhím củi thì mình đốt lửa. Chứ lớp đốt lửa nhúm thì mình đốt bọc trước, bớt bọc trước cho nó cháy. Ba mẹ như đây là không có xài dầu gì hết á. Bọc ông bả đi mua đồ đó. Cái bọc này nè. Ông bả nhúm. Cái lò này là ông bả xài là như là cái lò cổ. Như lò cổ á. Bể trơn mà ông bả vẫn còn sử dụng được. Rồi chùm nhúng lửa rồi nè dơi, cháy nè dơi. Bây giờ nấu chè trước phải không? Cái gì? Làm gì? Múc đậu cho nó sạch. Mình nấu ở đây thì có kèm thêm là cốc tai hả vậy? Cốc tai. Cốc tai với gì? Cái bột phai. Cái bột phai. Ta có màu, đủ màu cho em. Sao giờ không mua màu? Cái màu trắng không? Cái màu trắng. Hiện giờ bà xã mình thì đang giúp đậu hả? Kêu giúp đậu hả? Xong rồi. Mình rút xong bây giờ mình bắt lên mình nấu. Cho nó nở đậu luôn. Nấu khoảng bao lâu vậy? Thì chuyện nào nó nở ra. Hôm nay vợ chồng mình nấu chè đậu xanh cúng. Vẫn là công đoạn hôm nay hai chồng mình mua nước cốt, bột nước cốt dừa nữa. Để giá phẩy. Là bỏ vô chè hay giờ hay là làm nước cốt để chè ăn trên? Bỏ chè luôn. Cái này mình không làm một mớ chè ăn trên sao? Không, bả này nó bột mà hồi nó bỏ vô nấu cho chín. À. Tàu nó nở. Chè ăn gì? Mấy mẹ con nấu chè bà bỏ đó, họ khác nồi chè luôn nè. À.
Đi thăm vườn của ông nội ha Phát. Ngày mai mình bắt ốc đi kho xả ăn. Với ngày mai nhờ ông ba lấy tờ lưới xuống văng kiếm bậy mấy cái sạc. Cái sạc nhiều không ba? Quá ốc nó nổi kìa, hả hồng kìa. Ngày mai mình sẽ quay một cái clip cho các bạn xem là bắt ốc kho xả ăn. Hiện giờ ông nội bà nội dăng võng cho hai đứa cháu để nằm chơi. Dê hả? Đạt phụ lấy võng đưa cho ông nội đi. Cái nạn đó nó chắc không ba? Tại thấy nạn nó nhỏ quá. Giờ đậu nó chín rồi, bỏ cắt tay vô. Khoai nó chín luôn rồi đó. Cái này là thường thường là ta kêu bằng gông biển á. Đâu phải gông biển. Phải không? Cái bằng cổ tay nè. Cổ tay. Cô giờ không biết gông biển. Gông biển khác không? Tay khác hả? Khác. Rồi, quay đều lên cho nó nở. Cái đó bỏ vô là được rồi. Giờ bỏ đường đó. Bỏ đường chưa? Chưa, vậy giờ bỏ vô nè. Rồi bỏ đường đi. Vừa thôi, đừng cho ngọt quá vậy. Nếm thử không? Nếm thử ngọt vừa không? Vậy nếm thử đi. Được chưa? Chồng ăn ngọt vừa hả? Vừa vừa thôi chứ ngọt quá ăn không tốt. Vừa thôi. Vừa chắc gì được rồi đó. Để nếm nữa. Được rồi vậy? Được ha. Được rồi. Nồi chè đã chín như vậy các bạn. Bây giờ bà xã mình bắt nước lên chuẩn bị nấu cái canh hẹ. Bây giờ bà xã mình chuẩn bị lấy nấm, hẹ với hành vô chuẩn bị nấu canh để cúng gặm một lượt luôn. Chè với một mâm cơm. Nước sôi, bỏ bó đòn vô. Bó đòn với xong giờ bỏ nấm. Nấm chút cũng bỏ luôn. Chút bỏ luôn hả? Chứ không phải bỏ lượt bỏ đòn hả? Bỏ lượt bỏ đòn đi. Có đòn nó chín sẵn rồi. Buổi sáng mình mua thêm một mấy mớ tàu hủ ki á, tàu hủ muối mà không có các bạn ơi. Dạ đi kiếm mua đồ tương chẳng ai. Dạ chút xíu mình lấy miếng tương á vậy. Kho veo á. Rồi quẹt ăn. Mình có chao đó. Hành nó bự quá. Rau chín mình bỏ vô chín. Tốt quá trời bự luôn. Vậy mới ngon. Vậy nó mới giòn. Xong rồi chuẩn bị dọn lên cúng. Rồi ra dọn cúng rồi. Cúng đĩa với chanh chan hay không? Chanh chan với chanh chan hai chén thôi. Chanh chan hai chén à. Mâm cơm ngay giữa, phải không? Sáu chén đủ rồi, rồi về mâm cơm. Ba mình dưới đây thì cũng đơn giản các bạn. Chỉ có trang Phật
cũng mâm cơm chay. Ủa vợ múc chao chưa vợ? Hôm nay hai chồng mình xuống đây cúng gầm ở nhà ba mẹ. Cũng đơn giản. Chè với mâm cơm chay. Nói tiếng mâm cơm chay sang chứ. Con tù canh với tù canh với cái này mắm mắm ruột hả vậy? Mắm ruột. Dưới đây mẹ mình cũng đơn giản. Phía bên đó là ba mẹ mình cũng trang ong trang bài vậy. Dưới trang ông trang bà thì có ông địa, thần tài cũng đơn giản nữa. Ngày rằm cúng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu mong cho mọi sự bình an đến gia đình mình. Rồi cúng xong rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Ăn chay như trường nha. Người ta là một tháng sáng nghỉ rồi mà cái này vụ hai tuần nữa.
này là mầm sáng ở dữ, bùm hai tầng như nhiều tiếng mầm á. Nhưng mà này đi mầm thì tiếng dài dữ. Tiếp thì chơi mới nữa. Cho nó ăn cơm trước rồi, ăn cơm với thịt chiên cho hai nó ăn trước rồi. Con bớ khỏe rồi đó. Trong bịch bánh có con. Tao bị thói kia á, giờ điện thoại. Thôi bỏ điện thoại nó. Thôi đừng chọi, chọi ra đó mà ngồi cắt cỏ. Không nó ăn lấy cái hẻ con. Cái gì? Tôi lo ăn chay á, ngon quá các bạn ơi. Ăn hết. Một dĩa mà hết trơn luôn nè. Ngon quá rồi. Hết cơm luôn. Nghe gầm ăn chè. Ồ, chè đâu quả ngon. Xe đây nè con. Chè cúng rồi đem ra ăn đi. Đây ăn vậy đi. Rồi thế nè. Mắt lấy nồi ra không ai ăn. Rồi, khỏi nồi. Mời cả nhà dùng chè với gia đình mình nha. Chè xanh, đậu xanh. Chè đậu xanh. Đây nó đặt. Phần này có nước cốt ha, bỏ vô nó béo. Nước cốt để mình đỡ lớp trên. Sáng đâu. Đậu kia sống. Ngon. Ngon không? Ừ. Ngon nó béo. Cái nước cốt này mà nó béo nè. Nghĩ cái bột nó không béo mà nó béo. Ừ. Người ta có lò thấy bán lò thấy ngon. Căn bệnh mà. Ở đây mình có lò không? Không. Có lò. Ở trên An Hữu có cái lò. Mà chuẩn bị nhà nước nó rồi, nhà nước sẽ xong mở lò sấy mà. Đó. Mở lò sấy đang mà tiêu thụ mít khỏi cần Trung Quốc nè. Sấy hả? Ờ trên đài nói hả? Trên đài nói chuẩn bị làm nè, chuẩn bị là mà lặn làm cho kinh tế cho nhân dân nè. 40.000 bịch tới chút. Đem về mới trâu bánh đó. Gì đó. Gia đình mình ăn cơm xong cái xay ngang nghỉ ngang tí cái ăn chè. Đậu xanh cho nó mát. Còn nước nhiều không vậy? Cái chồng là cái nước không? Vô. Dạ. Ta còn về cho chục trái mít bự nữa. Nhiêu? Chắc 20 ăn ngoài trái bự. Trái bự mà chưa có bán giờ. Chưa đâu. Gấp cửa gần bán đó. Sao tôi thấy không có gì chân mà không biến dữ ông nội. Mẹ trái bự chỗ đó cắt rồi đó. Trời ơi, ông nói gì mà cho tôi rầu nữa. Ha. Lạnh cắt cái bự chỗ đó rồi. Đang lên giá từ từ mà. Đâu đang lên giá từ từ mà nội. Chứ đâu phải lên cái ào đâu. Mà mít mình chưa, nửa tháng nữa mới có. Thì có giá mới vô lại. Ừ, có giá vô lại. Không có giá mày không chốt. Chứ mít bự đây cắt rồi. Ba ăn chét nữa ba. Cái nào? Bự đó. Cái nào đâu? Ba chét nữa bà. Chế bự mà chế bự mà chỗ này hả? Ừ. Mà hàng là hàng. Hột nó cắt rồi. Đấy gì? Cái gì lên giống ngồi đi. Anh hai trường ấy là anh hai làm thủy. Nó có khen mất mừng không? Được không? Được không? Thủy kì ngu. Đúng liệu gan hết trơn mà. Bằng cầm tay, cầm tay, cầm cẳng, cầm bắp dế. Anh hai là thủy kì. Không lợi thôi, nó cười mình, nó sao nó cười mình cho mà coi. Thủy ơi, thủy. Nói gì cái này? Thủy ơi, thủy. Thủy cũng mừng chứ gì năm rồi. Trời Phật ơi, tự nhiên chắc này mày kêu tao có mít không mày nói cái tao bên tao la làng quá. Tao đang giờ tao đang mừng phấn khởi chứ mà mày hỏi có mít không vào. Bảy. Ơi. Hay là hay. Nữa là bán này nè, với mít là gỗ nè. Thấy ba.